Rồi, em chào các bác nha. Hôm nay em lại chăn cá buổi sáng, mời các bác xem cá ăn cùng em. Đấy, cá chấm chắc là nó lại ở cái khu nước chảy về. Đấy, nhìn thấy một con cá rô chắc phải 5-6 lạng. Cá rô hôm trước thả 200 con, ăn chắc phải hơn 100 con, giờ chắc chỉ còn mấy chục con. Bây giờ chủ yếu là cá chuối thôi. Cá chuối nó tập trung ở khắp nơi, nó trở về ăn đấy. Là chiều hôm qua em lấy bao nhiêu là lá chuối. Cá tập trung ăn rất rải rác. Đấy, ngoài kia có con cá rô. Cá chuối ao em nhiều lắm. Cá chuối thì lớn chậm hơn cá rô rồi. Nuôi lâu hơn vậy. Rồi, chăn cá suy nghĩ về cuộc sống à, đọc ở trên internet người ta chia sẻ về thành công. Thành công thì thông thường bây giờ chúng ta hay nghĩ đến người giàu có, những tỷ phú nhiều tiền bạc. Tuy nhiên không phải ai cũng làm được điều đó. Rất nhiều người thành công nhưng mà nhà cửa tan nát, không ở được với nhau, vợ con chia lìa. Đấy. Thành công thì theo tôi nghĩ và xem ở trên mạng thì thành công là những gì chúng ta đạt được trong từng mốc thời gian. Ví dụ chúng ta làm một công việc, suy nghĩ về là trong một tháng này chúng ta phải làm được cái việc này. Đấy. Trong một năm chúng ta phải làm được những công việc, từng này công việc. Như vậy chúng ta đã được gọi là thành công. Thành công với chính bản thân chúng ta. Không phải là cứ thành công là giàu có. Thành công nó bao gồm rất nhiều yếu tố. Thành công về thứ nhất là mặt tài chính. Có đủ tài chính để lo cuộc sống gia đình. Có một tinh thần thoải mái và đạt được những cái gì mình đề ra. Đấy, thành công là đạt được những cái mình đề ra mong muốn trong thời gian ngắn và trong thời gian dài. Như vậy người ta gọi là thành công đối với bản thân. Đấy. Còn có nhiều tiền bạc người ta chỉ gọi là thành công về mặt tài chính, hoặc là đạt được mục đích tài chính. Còn nó chưa thể đạt được gọi là sự thành công, bởi vì nhiều người có một tài chính nhưng mà gia đình thì không sống được với nhau. Đấy, con cái chia lìa nhau, vợ con đó, hoặc là một có một gia đình không được êm ấm. Đấy, đứng ở trên cao là quay thêm cá ăn. Cá nó ăn khắp ao chứ nó không ăn một khu, rất là lạ. Đấy, nó nổi khắp ao. Đấy, nó nổi khắp ao.
Em quay buổi sáng sớm xong rồi còn chuẩn bị đi làm bây giờ. Nhiệm vụ buổi sáng sớm là thư giãn với đàn cá. Ấy, đứng ở trên cao nhiều cá rô to phết đấy. Ấy, đến từng con cá rô. Nhiều cá lắm. Cá hôm nào cũng tập trung ở vòi nước rất nhiều. Hôm nay là ít hơn hôm qua nhiều. Quá cho ít cám xem nào. Quá cho ít cám xem ăn kiểu gì. Cá tập trung rất nhiều chỗ. Cái sắm của em to phết rồi. Cái con chép to. Vâng, chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bây giờ em đi làm đây.